Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài nêu lên ở thế giới Cực Lạc, đầu tiên là nguyện trong nước không có ác đạo. Nguyện thứ hai là không có ba đường ác. Vì sao thế giới Cực Lạc vui sướng như vậy? Vì ở thế giới Cực Lạc không có người ác. Còn mình ở đây vì sao mà nhiều cái khổ? Vì có nhiều người ác quá. Thì thấy rằng ở trong cái cõi này, mình vừa tiến thăng lên chút thôi là có người muốn đạp mình xuống, nó mới khổ. Mình đi vô trường học, mình học giỏi thì cũng có người ghét mình, học dở thì nó chê mình. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rằng là cái cõi này khổ không thể nào nói hết, thấy không? Nên thế giới Cực Lạc Đức Phật A Di Đà Ngài nêu lên, về thế giới Cực Lạc thì không có ác đạo, không có ba đường ác. Có nghĩa là người ở thế giới Cực Lạc không có tham sân si. Nhớ, người thế giới Cực Lạc không có tham sân si. Lo khó giảng quá ta. Nên mỗi một người chúng ta mỗi ngày nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc là cái tâm mình nó an lạc, là con người thật sự đại phước báo. Điển hình bây giờ quý vị coi, như mình ở trong chùa mình thôi mà mỗi ngày mình sống bình yên vui vẻ thôi mình đã thấy hạnh phúc quá, không chi là ở thế giới Cực Lạc tốt cỡ nào, đặc biệt cỡ nào. Nên mỗi một người mình gặp một số sự trở ngại, bản thân mình phải cố gắng niệm Phật, phải siêng năng niệm Phật. Vì mình nghĩ rằng nếu mình không niệm Phật á, sao mà mình có cơ hội mình được đến thế giới Cực Lạc được. Chỉ có nhớ Phật, niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, có một chỗ hướng về, thì tất cả sự buồn khổ cực nhọc gì trong cuộc đời mình chịu đựng được hết. Vì mình nghĩ cái làm mình bây giờ, cái nhiệt tình mình bây giờ, cái tu mình bây giờ là tương lai mình được Phật A Di Đà rước mình về Cực Lạc. Mình cứ nghĩ vậy thì tất cả những sự thiệt thòi chịu đựng hoặc là khó khăn này kia được hết chưa? Tại vì sao? Vì mình nghĩ tương lai Phật A Di Đà rước mình về Cực Lạc, mình cứ nghĩ vậy hoài thì tự nhiên mình là đứa con ngoan của Phật, siêng năng niệm Phật, siêng năng tu liền. Còn nếu như bây giờ mà mình mà không có muốn về Cực Lạc thì tức khắc quý vị biết rằng là bao nhiêu sự trở ngại đó nó làm cho mình nghỉ tu luôn. Mà mình nghỉ tu thì đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp luôn là mình ở trong cái cõi này phải chịu gặp quan gia trái chủ, gặp sự trở ngại. Nên mình phải nghe lời Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rằng các con chỉ cần chịu khổ, chịu khó một đời ngắn ngủi thôi. Quý vị cứ nghĩ đi, bao nhiêu người già ngồi đây họ cũng từng trẻ như mình, rồi bây giờ họ tới tuổi già rồi. Nên con người ta cứ không hiểu á, nên mỗi ngày người ta không tu mà người ta cứ đi châm biếm đầu này đầu kia. Chứ hiểu rồi thì tự nhiên thời gian tu của mình còn có khi còn không có, lo mà tu. Tại vì sao? Khi già đến mình chết rồi mình không được cái gì chứ, đúng là uổng công vô ích của một đời nghe đạo và tu hành. Cái này là cái quan trọng nè. Cả những người mà nghe đạo tu hành luôn mà mình, bản thân mình có khi mà thấy người ta hơn mình chút, bản thân mình còn không chịu mà. Người ta làm được hơn mình cũng không cho. Đó, đó là tu hành, đừng nói gì không tu. Mình nói trong đạo tu hành mà còn gì, không chỉ là thế gian không tu thì cỡ nào chứ. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rõ luôn, cái quốc độ này gọi là đấu tranh kiên cố, hơn thua kiên cố, danh dực kiên cố. Cái quốc độ đây là gì đó? Mình mừng thật là mừng luôn, là do gì? Mình có chỗ đi về, mình hướng đến Tây Phương Cực Lạc mà về. Vậy thì quá đặc biệt rồi, phải nhớ chỗ này. Rồi tiếp tục tới lời nguyện nè. Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh qua nước con đều được đầy đủ 32 tướng tốt bậc đại trượng phu, toàn thân phát ra ánh vàng rực rỡ, dung nghi đoan chánh, thanh tịnh như nhau,
nếu hình tướng họ đẹp xấu bất đồng thì con nguyện sẽ không thành Phật đạo. Là nguyện thứ ba này là nguyện thân có sắc vàng ròng. Bây giờ mình nhìn cái cõi đời này hơn thua đấu đá. Mình không về cực lạc lẽ đời đời kiếp kiếp mình ở đây hơn thua đấu đá. Bao nhiêu sự buồn giận bây giờ mỗi người chúng ta trong chùa mình nhìn thấy rõ ràng không? Mình nói thí dụ như bây giờ mình sống trong một điểm chùa gì đi. Bây giờ người trên chỉ cần thương ai nhiều một chút là mình đã buồn rồi. Nhìn ai nhiều một chút là mình cảm thấy không vui. Cái đó là cái ganh tị của con người sống trong cõi đời này đó. Chính những đức nuôi chúng, những đức nhìn thấy rõ ràng, dù là những đức dạy hoài luôn đó. Nhưng mà cái tâm ganh tị của con người chúng ta nó rất kiên cố. Cái tâm ganh tị, cái tâm đố kỵ, cái tâm hơn thua nó cực kỳ kiên cố luôn. Nên nó kiên cố nó mới sanh cõi ta bà. Mà mình quên mất tiêu là thọ mạng là mình nay mai mình chết queo nè. Vậy mà mình cứ kiên cố với cái tâm chấp nhất nặng nề đó đó. Còn ở thế giới cực lạc thì người ta lại buông được cái tâm hơn thua đấu đá, tranh giành. Vì sao? Vì người ta thân sắc vàng rồng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và người ta có 32 tướng tốt nè. Rồi nguyện thân không sai biệt. Có nghĩa là hình tướng của người ở thế giới cực lạc là một mô hình giống nhau. Quý vị nghĩ Đức Phật A Di Đà cao minh không? Khi Ngài tu á, thì Ngài thành tựu được cái thân tướng của Ngài. Ngài thành tựu được cái trí tuệ của Ngài. Ngài thành tựu được cái phước duyên của Ngài. Ngài thành tựu được cái cảnh giới của Ngài. Rồi Ngài mới nguyện ra rằng tất cả ai sinh về thế giới cực lạc thì hình tướng y gan Phật A Di Đà. Có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ngài là một điểm mẫu chính. Còn chúng ta sinh về cực lạc là chúng ta giống như một cái khuôn là Ngài mà đổ ra thì khuôn nào cũng y ran như Ngài. Không khác luôn. Quá đặc biệt luôn. Đó. Một khuôn mà sinh ra là vì sao? Vì mình về thế giới cực lạc là nương vào bổ nguyện nên sinh ra y ran. Cái này là cái đặc biệt tuyệt vời. Đã là không già không bệnh không chết rồi. Thấy không? Mà còn được 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp là đẹp vô cùng đẹp. Có nghĩa là cái vẻ đẹp 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thì cả phàm phu chúng ta không thể nào mà diễn đạt được. Thì trong cái vẻ đẹp đó có vô lượng vẻ đẹp, làm sao mình diễn đạt được đấy. Nói tóm lại là quá đẹp. Không thể nào mà so sánh được với cái vẻ đẹp ở người ở thế giới cực lạc được. Mà lại hình tướng người thế giới cực lạc y ran. Quý vị nói ồ vậy thì y ran vậy rồi biết ai là ai? Người ta biết mới cao minh chứ. Hình tướng y ran nhưng mà người nào ra người nấy người ta biết hết. Cái này mới là cái đặc biệt mà mình phải muốn về cực lạc. Mình nghe gì rồi tự nhiên mình muốn về. Mà muốn về thì làm sao? Nhớ Phật, niệm Phật. À, nhớ Phật, niệm Phật. Bây giờ nhiều người mình đã từng trẻ. Bây giờ các cụ già ngồi đây nè. Các cụ đã có một thời trẻ mà. Một thời cũng là gọi là tóc dài tha thước. Rồi trang điểm đồ. Mặt mày đồ, mang guốc cao đồ. Gắn lông mi giả đồ. Tha son đồ hả cụ? Nó uống tóc đuôi gà đồ đủ chuyện. Rồi các cụ thấy bây giờ mình già đó, cụ thấy chưa? Rồi vậy những người trẻ thì tương lai quy gan mấy bà già này thôi. Đó, mình không có tồn tại mà mình dành cái gì ở cõi này. Ở cõi này thật sự không có ai dành được cái gì trong cõi này chứ. Chỉ có cái lúc mà quý vị còn sống này mà quý vị có được mà khéo sử dụng thì đúng là người quá khôn. Khéo sử dụng thì quá khôn. Còn không khéo sử dụng, bạn không cầm được cái gì ở cõi này theo, nhưng bạn lại cầm cái ác đi theo. Nếu như bạn tạo thiện thì cầm thiện, còn bạn đa phần tạo ác thì bạn cầm ác theo. Nên có cái ông này, ông cũng tu hành. Người ta cúng dường ông một số tiền nhiều thì gây ông cắt, ông không dùng. Cuối cùng ông chết bất đắc kỳ tử. Có người Phật tử hỏi Như Đức vậy thì làm sao thầy? Như Đức nói tam đồ ác đạo có phần chứ sao. Tại vì sao? Vì mình không làm được cái này mà mình chữ lại là mình dính nghiệp quả. Chứ thì sao? Nên cái cõi này mình khôn khéo nhất là mình làm thiện
siêng năng làm thiện. Những gì làm được làm đi, làm thiện đừng đợi ngày mai. Ngày mai biết mình có còn hay không mà làm. Đó. Nhưng Đức từng nói rằng bên tường này chúng ta đi qua tới tường này là một đời. Một đời này đi được tới đây mà không chịu đi, đợi đến lúc cuối cùng cuộc đời muốn đi đi không được. Khi làm cô hồn á, hối hận lắm. Muốn làm không được. Bây giờ ngồi chung đối thoại nói chuyện nghe nhau nè, cảm giác được nè, biết nè. Còn khi làm cô hồn không có nói người ta nghe đâu. Bây giờ cô hồn mình nhập vô xác ta nói nhiều người ta cũng không tin nữa. Nên từ nó đó bây giờ mình đang làm người mà tại sao mình có cơ hội mình không làm. Nên người trong chùa mình là cái cơ hội tu phước tu duyên nhiều lắm. Vì sao? Vì tu phước tu duyên là ngay con người. Mà bây giờ có con người rất là đông nên mình mới có cơ hội tu phước tu duyên. Bây giờ chúng chùa này không ai ngồi đông gì, những đức ngồi để giảng gì. Nên những đức dù cỡ nào khô hơi cạn tiếng, những đức cũng cố gắng để khuyên người ta niệm Phật sanh cực lạc đi. Người ta mà về cực lạc dù cỡ nào người ta cũng nhớ ơn mình, khuyên người ta sanh cực lạc. Rồi khi thọ mạng mình đến, người ta tới với cực lạc, người ta nhờ Phật A Di Đà đến rước mình, kéo mình lên. Đúng không? Đó. Cái này là cái quan trọng nhất định phải về, phải không? Thấy chưa? Về cực lạc, thấy không? Nguyện thân có sắc vàng rồng, nguyện có 32 tướng tốt, nguyện thân không sai biệt, thấy đẹp chưa? Tuyệt vời chứ, phải gì? Còn ở đây, phải không? Lùng lé hô súng, miệng rộng, miệng nhỏ, miệng méo, mắt đẹp, mắt lé, mắt mù, con lớn, con nhỏ, tứ tung lăng tang. Chân thì có khi chân bự, chân nhỏ, chân dài, chân cục, có không? Nó, người thì mập, người thì ốm, người thì tròn, người thì dẹp. Có dẹp nữa mà, có người dẹp nữa. Hiểu không? Đó, người thì răng đầy đủ, người thì răng rụng. Người thì răng trắng, người răng đen. Người thì răng như cái hộp xà beng. Người thì răng như cái muỗng. Nó đầy đủ loại người. Tại vì thân sai biệt. Nên Đức Phật A Di Đà ngài biết được cái cõi này thân sai biệt nên nhiều thứ phiền phức. Nên ngài mới nói rằng về quốc độ của ngài thì thân thể không sai biệt. Bởi vì mới nhớ là vì về thế giới cực lạc vì mang cái thân không có bao giờ mà cảm sốt, không bao giờ mà đau mắt, đau mũi, sổ mũi, ho hen. Cái này là cái tuyệt vời ở thế giới cực lạc quý vị phải về đó. Nó nghe 100% là như vậy. Đây là nguyện của Phật đó nghe. Mình giảng rộng ra đó. Khi con thành Phật có chúng sanh nào sanh qua nước con đều tự biết được quá khứ của mình trong vô lượng kiếp, làm thiện làm ác đều thấy nghe rõ, biết cả quá khứ hiện tại bị lai ở mười phương cõi. Nếu không như thế con không thành Phật. Bây giờ vừa kêu mình cái gì là mình quên mất tiêu. Có những người mình vừa kêu họ làm cái đó mà họ quên quý vị ơi. Mới thị luôn cũng quên nữa. Nó, bây giờ về thế giới cực lạc mình được nè. Nguyện có túc mạng thông. Túc mạng thông là mình biết được những đời quá khứ của mình hết. Quá khứ hiện tại bị lai biết chưa? Quý vị thấy kinh khủng không? Quá khứ là xa lắm quý vị ơi. Vậy mà mình sanh về thế giới cực lạc là mình có túc mạng thông này là quá khứ mình biết hết chứ. Nên đây rõ ràng nè, chúng sanh nào sanh qua nước con đều tự biết được quá khứ của mình trong vô lượng kiếp. Làm thiện làm ác mình biết hết trơn quá khứ của mình trong vô lượng kiếp luôn. Rồi á, nguyện có thiên nhãn thông, nguyện có thiên nhĩ thông. Quá đầy đủ phải không? Quá khứ biết rõ ràng. Rồi thiên nhãn thì nhìn rõ tận hư không khắp pháp giới. Thiên nhĩ thì nghe tận hư không khắp pháp giới. Còn ở đây lỗ tai mình ưa bị điếc, kê vô lỗ tai nói còn không nghe. Có nhiều bà già nói có nghe đâu, đúng không? Còn thiên nhãn, trời ơi, con mắt của mình còn trẻ thì nhìn được đây ra ngoài, tuốt ở ngoài đường đó thì cũng được chứ lắm rồi. Nhưng mà xài được mấy năm gì đó, với 20 năm gì bắt đầu là mờ rồi. Rồi có những người còn nhỏ xíu mà bị cận thị rồi thấy chưa. Nó mà đang đi bằng đi mà gớt cái mắt kiến ra cái như quán gà vậy. Đi lũi xuống hầm cá cha. Sáng nay còn bộ xương khô. Thấy không? Mà mình bây giờ về cực lạc đại ngộ đặc biệt không? Mình có được túc mạng thông biết được quá khứ vô lượng kiếp. Làm thiện làm ác mình biết.
Do mình biết mình làm thiện làm ác nên bây giờ mình gặp cái quả báo thiện ác mình biết hết trơn. Mình đâu có sân si đâu. Còn mình bây giờ tại sao mình sân si? Mình trách ta đối xử tệ với mình là vì mình đâu có biết được quá khứ mình tạo nhân gì. Làm thiện làm ác mình không biết, mình chỉ tin xong nhân quả. Nhưng có lúc thì nghe thì tin, những lúc không nghe thì quên. Đó. Còn bây giờ mình sanh về cực lạc rồi là quá khứ mình biết rõ ràng, thiện ác mình biết. Nên bây giờ gặp thiện rồi biết, ô cái nhân thiện hồi xưa tôi gieo. Bây giờ mình gặp ta đối xử ác với mình, cái này hồi xưa tôi làm ác nè. Bây giờ nên cái ác này nó đến với tôi. Thấy không? Nên mình đâu có buồn giận ta đâu quý vị. Thấy không? Về cực lạc lợi thế cực kỳ chưa? Nó rồi cái thiên nhãn này nè, thiên nhãn thông này nè. Vì biết được thăng bằng quyến thuộc vì đang ở đâu ở đâu. Thí dụ như bây giờ quý vị sanh cực lạc hết, những đức chưa về cực lạc, quý vị dùng thiên nhãn vì nhìn. À, thầy Đức kìa, ông đang ở đó kìa, nó thấy chưa? Mình thấy lợi thế không? Còn ở đây mình nhìn đây ngoài đường, nó mới nhìn đâu được nữa đâu. Mình đâu có thấy ở nhà ông bà cha mẹ mình sao sao. Nhưng mà mình về cực lạc, bởi vì những đức nói các cụ mà về cực lạc, các cụ thăm lơm người thân dễ hơn. Ở đây mà thăm lơm còn khó, nó chở ngại xe cộ, mà già cả đi té cái rễ răng cũng chết lụm cụm. Nó quý vị coi bây giờ ở đây các cụ coi kìa, nhà 4 tầng mà trời mưa cái lan can nó ướt kìa, nó trơn té kìa. Những đức kia nói những quan mua mấy cái miếng lưới chải cho các cụ đi đừng có té kìa, cụ thấy chưa? Vậy mà không chịu đi về cực lạc. Về cực lạc các cụ không bao giờ té. Nhớ nghe. Nói quý vị thấy mình diễn đạt cái khổ ta bà, mình diễn đạt cái vui cực lạc, nên mình nói thích niệm Phật chứ. Nó những điều này quý vị nghe đi, nó hay đó chứ không phải giỡn đâu. Nó thấy không? Trước nhất là thiên nhãn thấy rõ người thân đang ở đâu. Mình biết người thân đang ở đâu mình mới lợi mình cứu chứ. Nó rồi thiên nhị mình nghe được cái tiếng kêu cầu. Thí dụ như bây giờ mình đã có những cái thằng thông gọi là vô lượng mình biết rồi. Bây giờ thiên nhãn mình nhìn, còn mình không nhìn thì mình nghe. Mình nghe một cái là mình biết được là đây là thăng bằng quyến thuộc người quen. Thuận nghịch mình biết luôn. Đến lúc tự nhiên nó kêu cầu, kêu cứu, mình đến liền. Thấy tiện ghê không? Quá tiện, tại sao không về cực lạc? Đó. Về cực lạc á, dễ cứu người thân hơn. Còn ở đây là thương nhất thờ, cứu nhất thờ mà khổ đời đời. Về cực lạc rồi vô lượng kiếp cứu họ, chừng nào họ về tới thế giới cực lạc luôn, quý vị cũng không bị thối chuyển nữa. Tại sao không về cực lạc? Nên cái tâm con người mà niệm Phật mà muốn về cực lạc, nó không phải là cá nhân ích kỷ, mà nó mới là bao la. Còn cái tâm mà thương nhất thờ ở đây thì nó là hạn hẹp. Nhớ nghe, nó là hạn hẹp. Nên á, khi con thành Phật, có chúng sanh nào sanh qua nước con thảy đều chứng được tha tâm chí thông. Nếu họ không biết tâm niệm chúng sanh ở 10,000 ức no gia na do tha cõi, con không thành Phật. Đọc chữ kế quê mà đọc lộn nữa, thấy chưa? Na do tha cõi mà nên no. Cái gì cái này nó ham ăn quá trời luôn, viết cái đòi no không mà, thấy chưa? Nó đây gọi là nguyện thứ 9, nguyện có tha tâm thông. Không? Nên mình hiểu, mình nghe, mình biết. Từ cái nghĩ của họ nghĩ cái gì là mình biết liền. Ở đây những đức nghĩ gì vì biết không? Quý vị nghĩ gì những đức có biết đâu. Bây giờ quý vị coi nè. Hai người ngồi kế bên, nó đối diện nhau nói chuyện, cười cười với mình, mà trong tâm nó tao chém mày bây giờ cho mày biết. Hiểu không? Ngồi, có không? Có những người vậy không? Có những người mà ngồi với nhau nói chuyện cười 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 mà trong tâm này tao một chút tao đâm mày. Nó đi ngang nó gặp mình nó cười một cái mà nó chọt sau lưng mình liền á. Nó cho quý vị biết á, đó. Mình không biết, mình thấy nó cười với mình là mình tưởng ngon rồi. Nhưng mà không ngờ nó chọt sau lưng mình một cái lòi ruột. Khi nó không chọt cái lưng mà nó chọt ngay cái đít. Dính cái dao thầu tay. Đầy tê thảm hơn cái gì nữa. Thấy chưa? Đó là cái gì? Mình không biết được cái tâm họ nghĩ cái gì.
Tại sao mà Đức Phật độ chúng sanh dễ? Cái tâm của Đức Phật á, là Ngài có tha tâm thông, nên á, người ta nghĩ cái gì Đức Phật biết. Đức Phật nói ngay cái tâm họ luôn, nên họ được độ dễ. Còn bây giờ mình nói mình gà con la bàn nữa, may thì dính, không may thì thôi, mình là chơi hên xui. Tại vì mình chưa có năng lực đó, thấy không? Mình chưa có tha tâm thông thì mình không có thế nào biết được tâm ý người ta đang nghĩ cái gì. Khi mình có tha tâm thông, mình về cực lạc mình có tha tâm thông, thì tức khắc như thế nào? Thì lúc đó người ta muốn tu cái môn nào, quý vị sẽ giảng cái môn đó cho người ta nghe. Nên Đức Phật A Di Đà, Ngài có một cái năng lực là một bài pháp Ngài giảng là giảng tổng trì. Một lời pháp giảng mà mỗi căn cơ nghe đều được lợi ích. Người tu thiền, tu mật tông, hay là người tu tịnh độ, hay người học giáo, đều nghe qua một lần là tất cả những người nghe đó đều được lợi ích. Tại vì Đức Phật A Di Đà có năng lực giảng pháp tổng trì, là diệu pháp âm. Còn mình có được cái năng lực đó đâu? Mình mà giảng pháp mà làm trò cho người ta cười được là cũng hay rồi đó. Chứ nếu không mà mình giảng chút mà ngồi dưới làm nè, những đức nói với vị nghe chứ, giảng mà không vô được nó ngồi dưới mình nhìn mà thấy thê thảm luôn. Thôi xin phép, họ làm gì nghỉ. Trời, tao giảng pháp mà ngồi dưới làm nè. Người mặt đẹp đẹp thì còn có được, gặp mà hô những đức mà gặp mà nó hả miệng ra mà chực chắn mắt hả miệng ra kỳ cục lắm chàng ơi. Hồi đó con lần giảng pháp có cái bà đó, bà ngồi bà cũng gục, bà ngủ một chút nước miếng bà chảy ra cái miệng mà, tại vì bà ngủ cái miệng bà sệ à. Cái nước miếng quý vị nó chảy ra cái miệng này, nó chảy nhiều nhiều xuống, mà người ta ai cũng lo nghe quá. Có cái bà này bà ngủ bà nhiều nước miếng vô áo bà ướt nhẹp chứ, mình ngồi mình nhìn xuống mình thấy, không lẽ mình nói nước miếng mà chảy kìa, ai nói kỳ cục vậy. Mà nói từ từ cái bà thấy ghê, chào chào bà nghe pháp mà nước miếng nước mồm chảy tùm lum. Sao nghe được quý vị? Nó quý vị thấy không, nó còn nghe có vô. Tại vì có những cái giảng mà giảng của chúng bon đó, nên từ nơi đó mà nó đâu có nghe được đó. Còn Đức Phật A Di Đà Ngài giảng tổng trì nên ai nghe cũng dính, nên người ta phải nghe. Thí dụ như bây giờ mình hung dữ, nói ngay hung dữ hay nó ngay thằng hung dữ hay. Rồi bây giờ mình đang bị thắc mắc cái gì, trung tâm giảng ngay cái thắc mắc, trời hay quá. Hay mình đang muốn vợ, nó giảng ngay có vợ, thôi không nhận hay. Mình đang có chồng, giảng ngay có chồng, hay quá, đúng không? Mình muốn có tiền, giảng ngay có tiền. Hay mình đang cần thọ mạng, giảng ngay cần thọ mạng, nên mình phải nghe. Còn có khi mình đây đâu có năng lực giảng đó, có nhiều người nó đâu có dính ngay người ta, cuối cùng người ta ngồi người ta làm nè. Được không? Kỳ cục. Mình ngồi mình nhìn thấy, rồi giảng gì mà sao tự nhiên dưới mà ngủ gì, nước miếng nước mồm chảy tôi lạ. Mà có nhiều người nghe biết nó ngủ được thì nó ngon. Còn kiểu mà nó không ngủ được thì mắt vẫn trắng. Mắt vẫn trắng kỳ lắm, miệng hả cái mộng mắt vẫn trắng lắm. Vì biết hồi xưa mà chùa mình mà còn tụng kinh đó quý vị, ôi ôi, những đức kêu mấy chú quay phim thử, thầy trò gì nó ngủ lê lết, nó ngủ chút mà không còn xích bằng luôn, chân này chéo chân kia. Rồi bà để dựa bà nọ, nó ngủ tại ngủ kinh nó mới bị ô. Có hồi xưa mà có cái ông ngồi kế bên những đức, ai ông Kiệt, Kiệt quay phim đâu tiêu rồi, ổng ôi ơi, ông ngồi kế bên làm nè, rồi. Mà kinh người ta tụng rõ ràng mà nó ngồi kế bên làm rồi. Nó cái thằng nào tụng kinh kỳ cục vậy trời, thằng nào tụng kinh sau lưng tao kỹ bấy, kinh mày tụng ra tiếng gì kỳ cục quá à. Cái ông mở mắt ông tụng chút cái mình nghe gì sau lưng mình làm nè, nghe sau lưng làm rồi. Chào cái ông này mày mốt tụng kinh đi ra chỗ khác nghe, tụng kinh gì mà tụng kỳ cục cái chen. Cái kiểu như nó ngủ đâu còn tụng được nữa, ngủ mà, nhưng mà cái tâm nó gán, kêu ngủ mà nó gán ấy, bị gán cố gắng. Cái kiểu như lỡ khóc lỡ cười mà nó làm, bây giờ nó cái tâm trí đâu còn tụng được, rồi cái miệng làm ghê lắm vậy ô. Mà đúng là
Cái vô minh của mình nó ngủ thấy ghê quý vị. Mình coi phim đồ, mình coi ca nhạc đồ, mình coi mở mắt cháu cháu gì đó mà tụng kinh niệm Phật là nó ngủ. Vừa tụng kinh cái là ngủ liền, vừa niệm Phật đi chung mới có 2 phút ngủ. Mới vô Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật chút ngủ rồi. Nó không ra tiếng gì chứ bị ơn. Cái này là cái bệnh này nhiều người bị lắm nè. Nên buổi sáng nào quý vị cũng nghe cái tiếng như Đức kêu không? Phấn chấn lên, tỉnh lên. Đừng để uổng một đời nghe. Đừng để tu một đời uổng các cụ ơi. Bữa nào của buổi sáng các cụ cũng nghe mà, có 7 phút thôi. Thấy không? Ngày nào buổi sáng cũng nhắc cho nghe. Tỉnh lên, tỉnh lên. Đừng buồn giận nghe cụ ơi. Mục tiêu mình tu là cầu sanh cực lạc nghe các cụ. Bữa nào cũng vậy chứ tội nói thấy ghê. Tính đến cái mức mà rồi bây giờ thu âm luôn. Trong cái thời khóa tu mà có 7 phút. Quý vị thấy không? Nghĩ đến cái mức như vậy cho quý vị đó. Mà vậy đó, mà bên kia mà thấy rõ ràng luôn. Tỉnh lên, tỉnh lên mà ngồi làm nè. Ôi trời, bên kia nó tỉnh lên mà mình lao sùm luôn á. Kêu tỉnh lên mà ngồi làm nè. Đúng là hồi kinh khủng quý vị ơi, con người mình nó vô minh gì đâu mà nó nặng nề. Thấy ghê thiệt. Mà niệm Phật thì ngồi kế bên niệm chút. Mới vô Nam Mô Di Đà Phật nhận đức thì ít bao giờ ngủ lắm. Thường tỉnh không à. Thì bây giờ mình mới biết. Thì ngồi chút mới vô Nam Mô Di Đà Phật lia lịa. Niệm chút mình nghe gì à? Gì trời. Tiếng gì mà niệm gì. Thôi chịu thua. Thấy ghê không quý vị. Đừng có nói mình tu cái pháp nào bỏ tịnh độ. Đừng có nói mà mình làm cái gì cao xa. Có câu Phật hiệu đó. Phải không quý vị, nói bỏ câu Phật hiệu. Còn cái pháp nào cứu mình không? Nhìn rõ ràng chưa? Nó nghe rõ rồi nó nghe. Cố gắng niệm Phật. Nhiệt liệt mà niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Để mình có tha tâm thông coi. Mình biết ở dưới đây đang nghĩ cái gì. Ai mà ngồi với mình mà suy nghĩ thủ đoạn thì mình nói ê, biết rồi đó nghe. Chọt tao phải không? Cười với tao mà làm bộ xạo phải không? Tao biết hết trơn này chưa? Sửa đi nghe. Đúng không? Còn bây giờ có biết đâu. Thì thấy không, bằng mặt không bằng lòng quá trời trong cuộc đời này mà. Chọt sau lưng rồi chọt ánh eo tùm lum tùm la. Chọt chứ mà mình mày dính gai tùm lum. Nó chọt dữ lắm trong cõi này. Đúng là rõ ràng cái cõi này đúng là cái cõi chọt các vị ơi. Bữa đó có cái chú đóng lại chùa ông tu. Ông nói dạ thầy cái nghiệp con kỳ lắm thầy. Con ưa nói xấu người ta. Chọt này chọt được kia tùm lum chứ thầy. Bây giờ con nghe thầy giảng, xin thầy cho con pháp danh nha thầy. Những đức na gì? Pháp danh. Danh để tu ha. Những đức đặt chú pháp danh, chú nhắc nhở chú nghe để cho nó tiêu nghiệp. Dạ, thầy cho pháp danh được một chút. Dạ, được. Đặt cho pháp danh được một chút, nhớ nghe. Dạ, cho con pháp danh, con lắng tai nghe, thầy cho con pháp danh. Được. Cho pháp danh tâm chọt. Nà, nhớ nghe, ông này đừng có chọt người ta nữa nghe. Hồi xưa giờ ông chọt người ta lâu lắm rồi. Bây giờ đặt ông pháp danh tâm chọt. Để nhắc đừng có chọt người. Đừng có chọt cái eo, đừng có nói xấu tao sau lưng nữa nghe. Rồi 2-3 năm sau ông tu đi, chừng nào tôi nhìn mặt ông mà được ổn định rồi tôi đặt lại pháp danh khác. Còn giờ đặt ông pháp danh này để cho ông nhắc nhở ông đừng có đi chọt tao nữa nghe. Cái mỗi lần người ta kêu ông tâm chọt để cho ông tiêu nghiệp chứ. Nó chọt ngược lại ông cho ông tiêu nghiệp chứ. Nên từ nơi đó mà bản thân chúng ta bây giờ không có biết cái gì nhiều, mình chỉ niệm Phật thôi. Thấy không? Mình về cực lạc mình có tha tâm thông, phải về cực lạc quý vị ơi. Ha. Không mà đọc những lời nguyện này học tập cũng hay quý vị. Khi con thành Phật có chúng sanh nào sanh qua nước con, thảy đều có được thần thông tự tại ba la mật đa. Nếu trong một niệm không thể vượt qua 10,000 muôn ức na do tha cõi, đi vòng khắp cả cúng dường chư Phật, con không thành Phật. Cái này mới đặc biệt. Quá đặc biệt luôn. Không? Nguyện thứ 10 là nguyện được thần túc thông. Nguyện thứ 11 là nguyện giáp khắp cúng dường chư Phật.
ông giảng mới làm sao cho người ta nghe mà người ta thấy hấp dẫn ấy. Thế giới cực lạc mà thế giới cùng cực an lạc phải giảng sao cho nó hưng khởi chứ. Chứ gặp mà mình nói thế giới cực lạc ngon lành, mình nói về đi thế giới cực lạc được lắm. Cố gắng niệm Phật về cực lạc nghe. Nó ngồi chứ. Bởi vì mình giảng tại vùng cực lạc là tín nguyện phải giảng hừng hực cái tâm lên để không dám ngủ. Coi bà kia bà nói công nhận thầy cao thủ giảng. Nói sao? Lâu lâu thầy la cái con giật mình không ngủ được luôn. Với thầy giảng đặc biệt là nhiều người vỗ tay, nên nhờ họ vỗ tay mà con tỉnh ngủ. Hay không? Đó. Nên những đức nói rằng vỗ tay có cái phước là lỡ mình lỡ người. Lỡ mình lỡ người rõ ràng. Vỗ tay là tu cái hạnh lỡ tha rất lớn. Vì bạn vỗ tay gần cái đứa ngủ, bạn vỗ dữ quá nên nó thức luôn. Có cái bà kia hỏi thầy có cách nào vỗ tay mà cho con nhỏ ngồi kế bên nó thức không? Con nhỏ này nó ngủ ghê gớm lắm, con vỗ bình thường nó không bao giờ thức thầy ơi. Nhà đức nói bây giờ cô để cái tay cô nó có cái lỗ gì, cái lỗ gì cô nhắm vô hướng lỗ tay nó, còn cái tay bên đây cô vỗ vô cái lỗ này, cái lỗ này nó bùng vô lỗ tay nó thì nó thức là chắc chắn luôn. Còn cô vỗ bình thường gì bẹp bẹp nó không vô lỗ tay nó, đúng không? Bây giờ cô chơi cái tay cô nó co lại gì rồi mo cái lỗ gì, cô chơi vô cái chỗ này cô gì dập dập vô thì nó cam thanh nó vang vô cái lỗ tay nó tỉnh. Đúng không? Nên từ nơi đó quý vị biết, quý vị coi về cực lạc là nguyện được thằng túc thông. Quý vị nghe, chúng sanh nào sanh qua nước con thảy đều có được thằng thông tự tại ba la mật đa. Hiểu không? Thằng thông tự tại ma la mật đa. Cái gì? Ba la mật đa thêm phải ma. Nếu trong một niệm không thể vượt qua trăm ngàn muôn ức na do tha cõi. Ông giả cái này mới nghe được nè, không có dễ đâu. Này là nghệ thuật giảng pháp quý vị ơi. Giảng thác pháp mà chuyển được nhiều câu là không giỡn á. Làm cho bị vui bị mới nghe được, bị mê gì cực lạc chứ. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ quý vị coi Tôn Ngộ Không thôi. Thấy mê chưa? Sư phụ, sư phụ cơ ở đây, để con bay một vòng đi kiếm một trái tà đào gì cho sư phụ ăn. Vèo bay lên trời bẻ trái đào đem xuống. Thấy không? Thấy mê chưa? Thấy đi bộ nó lộn một lộn một xa quá trời luôn, thấy không? Thấy mê chưa? Còn biển cả mênh mông nó bay dèo 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 nháy xuống biển đi xuống Long Cung uống rượu chưa? Thấy ghê không? Đặc biệt chưa? Mọi vị biết rằng cái phép thực 72 phép của Tôn Ngộ Không, cô giáo Lưu Tú Văn cô giảng, cô nói rằng là so sánh với người thế giới cực lạc ấy, thì cái phép thần thông 72 đó đó là như trò chơi em bé, trò chơi của em bé chơi. Đi ghê không? Thế vì nghĩ cái người thế giới cực lạc cỡ nào chứ? Thế vì nghe nè, vì cực lạc là được thần túc thông, đi về đó là có thể đi được thần túc thông tự tại ba la mật. Nếu trong một niệm mà không thể vượt qua trăm ngàn muôn ức na do tha cõi, cái câu na do tha cõi này là vô lượng cõi đó quý vị, là trong có một niệm thôi mà đi vô lượng cõi đó, đó. Cái thần thông gì mà kinh khủng, trong một niệm thôi, một niệm, cái niệm nó nhanh kinh khủng lắm quý vị ơi. Cái niệm là nó nhỏ hơn vi trần nữa, thì quý vị cứ nghĩ đi. Ý niệm của mình là mình vừa nghĩ ví dụ cà phê, mà cái ý niệm đó nó không phải là nói ra lời được, mà cái ý niệm đó nó nhỏ hơn vi trần nữa, mà như vậy mà cái sức nhỏ hơn vi trần mà đi vô lượng cõi Phật trong một niệm thần thông của người thế giới cực lạc, mà đi trong một niệm đó mà vô lượng cõi Phật họ đều đến được hết. Kinh chưa? Không gì cực lạc rồi còn gì nữa chàng. Bởi vì ở cõi này mà bị châm thọt vài cái niệm Phật liền, bị đè đầu cái cổ niệm Phật, bị chữ niệm Phật, cái gì mà mình làm người ta chặn lên nghĩ làm niệm Phật. Hiểu không? Cứ niệm Phật đi. Tại vì sao?
Mình tương lai mình về cực lạc, mình có thần thông, mình bay tha hồ luôn. Còn ở đây mình có bay đâu được đâu. Từ bên chùa Hộ Pháp qua đây kế bên mà chạy xe cũng bị kẹt xe kìa. Nó, bởi vì mình thấy cái khổ chưa? Bởi vì mình phải về cực lạc mấy bạn ơi. Phải về cực lạc. Còn nguyện giáp khắp cúng dường chư Phật, quý vị thấy không? Năng lực thần thông già nhiều như vậy, thù thắng như vậy. Vậy thì đi mười phương chư Phật, giáp dòng cõi chư Phật để mà cúng dường nghe Pháp. Quý vị coi bây giờ, từ ở ngoài Hải Dương mà đi vô trong đây, mà giờ ngồi đây nghe giảng Pháp về cực lạc á, sau này về cực lạc rồi á nghe, đưa tay lên. Đúng không? Nó đi về cực lạc đó, thì lúc đó một niệm thôi, đi giáp vòng mười phương chư Phật mà mình đầy đủ chăn bảo luôn. Ở đây bây giờ quý vị cúng dường chút đỉnh tiền thôi, vậy mà về cực lạc chăn bảo quý vị quá trời nhiều luôn. Một niệm thôi mà vậy đó, cái chăn bảo của người thế giới cực lạc đó, là họ có đầy đủ trong cái mạng huệ mạng của họ, nên họ đi giáp vòng chư Phật mà nó không cần gánh chăn bảo theo. Chứ nếu mà đi mà vừa đi mà gánh chăn bảo theo cũng không tự tại nữa, chắc chắn với vị luôn. Có nghĩa là người thế giới cực lạc nha, họ vừa đến gặp Đức Thích Ca Mâu Ni là họ cần cúng chăn bảo gì, là tự nhiên họ bước đến là chăn bảo hiện trước mặt liền, cầm chăn bảo hiện trước mặt liền. Nghe chưa? Quá thù thắng không? Giảng cái này nè mới số 1 nè. Đó, thấy không? Đi thì bình thường không có, nhưng mà vừa gặp lỡ gặp Phật cái là bước đến là quy xuống bạch Đức Thế Tôn, con là đệ tử của A Di Đà Phật. Từ ở Tây Phương Cực Lạc, cách xa hàng vạn vạn thế giới của chư Phật, mà con đến ở đây để cúng dường cho Phật, xin Đức Thế Tôn ban cho con một lời pháp nhu. Đặc biệt không? Quá tự tại luôn mà. Thì biết vì sao mà khi quý vị đi về thế giới cực lạc mà trong một niệm mà quý vị đi giáp cõi Phật mà cúng dường được không? Cái chỗ này mới là số 1 này. Lắng nghe chỗ này số 1. Bởi phải về cực lạc này. Tại vì cái năng lực của người ở thế giới cực lạc là người ta phân thân được vô lượng thế giới, nên khi một niệm đó là người ta phân thân đi đa dạng thế giới, chỉ có một thân của mình, hay là 10 người, hay 1.000 người, 1.000.000 người, trong một lúc một niệm đó thôi mà người ta có thể phân thân đi đa vạn thế giới luôn. Thì đến cúng từng chư Phật mà một thân của mình mà phân ra nhiều như vậy, mà thân chính của mình ở thế giới cực lạc, vẫn ở cực lạc. Thù thắng không? Đúng là không thể nghĩ bàn, đúng không? Không tưởng tượng được, cái này là không tưởng tượng được rồi quý vị ơi. Nó thật sự mà nói, khả năng trí tuệ của kẻ phàm phu chúng ta không diễn đạt nổi à. Chứ đâu phải nếu bây giờ mà tự tại mà làm gì có cái chuyện mà bây giờ đi lại cúng Phật này lại cúng Phật kia. Vậy thì tranh thủ đi hả? Không có, sao là tự tại. Còn cái này là trong một niệm là người ta phân thân, người ta đi vô lượng chư Phật luôn. Một lúc đi quá trời thân luôn. Quý vị thấy không? Đặc biệt chưa? Mà có chăn bảo đầy đủ, mỗi một cái thân mà ẩn hiện đều có đầy đủ chăn bảo. Vì cái phước quá lớn, đầy đủ. Mà mình đi đó là nhờ năng lực ai? Năng lực A Di Đà Phật phát nguyện. Mà khi mình về Tây Phương Cực Lạc thì mỗi người chúng ta có năng lực như A Di Đà Phật. Quá tuyệt vời. Rồi nghe tới chỗ này cái mê cho người nó hừng hực cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc luôn. Hết mệt. Nó không còn mệt mỏi gì nữa chứ, không còn biết già cả gì nữa chứ. Chỉ còn muốn niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Rồi bị nó chửi mắng gì cũng buông luôn. Hết buồn rồi. Tại tương lai mình được Phật A Di Đà rước về cực lạc. Đúng không? Nên ở cõi này mình để cho người ta đi nhìn mình, để giúp mình. Người ta tìm kiếm việc này việc kia để người ta chỉnh sửa giùm mình. Vì biết đâu người ta là Bồ Tát, người ta thương mình quá, người ta chỉnh giùm mình.
Chúng ta chỉnh lại để người ta đẩy mình về cực lạc. Nên mình phải cảm ơn những người điều chỉnh giùm mình. Hãy cố gắng nghe quý vị, này là quan trọng á. Quá hay. Đúng là cái thế giới cực lạc mà tán thế giới cực lạc là giống như Phật gia hộ vậy. Giống như Phật ở trên đường chéo xuống. Không, người đang đuối đuối thì như Phật chéo, đang khờ chéo. Người tỉnh veo đi. Hay lắm nghe. Nên chúng nghe phải siêng niệm Phật nghe. Làm việc cỡ nào cũng niệm Phật nghe. Giác cây niệm Phật, đào đất niệm Phật, hàng sắc niệm Phật, hay không, giặt đồ niệm Phật, rửa nhà vệ sinh niệm Phật, làm tất cả các việc đều niệm Phật, tắm cũng niệm Phật luôn, hay không, nằm chơi dỗ dắt cũng niệm Phật luôn. Tại vì lúc nào giống như Phật cũng đang bên cạnh mình chứ nghe. Đó, đi đâu cũng thường đeo máy niệm Phật. Cái bà kia bà nói nghe, ô thầy công nhận niệm Phật hay. Bởi vì cái ông mà té xuống biển mà 4 ngày 4 đêm mà không chết, con cảm giác được. Hỏi cô cảm giác làm sao? Nhà con có cái hầm 2,5 mét, con có 1,5 mét. Mà lùng có 1,5 mét. Tàu bà chợt chân có té hầm cái chủng. Bà đeo máy niệm Phật như Đức. Mà cái máy đang niệm bà, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Vì mà té xuống cái hầm 2,5 mét. Bà nói là nó không chìm bà mà giống như bà đi trên cát mà dép vẫn còn trong giò bình thường luôn. Tự nhiên lẫn cận đi bình thường mà nước nó ngang cái máy niệm Phật, nó không chìm cái máy niệm Phật mà niệm Phật vẫn niệm, bả vẫn niệm. Tự nhiên bà đi, bà đi là cái cầu thang, bà leo lên, bà đi lên bờ. Chút là ghê gớm gì quý vị thấy chưa? Bởi vì như Đức nói đeo máy niệm Phật hay lắm mới bị ô. À, hay lắm á. Mà nên mấy cái người mà sợ ma mà đeo máy niệm Phật là hết sợ ma. Cho quý vị biết nghe, nếu như mà chúng ta ở cái cõi này, tại sao quý vị không có thiên nhãn thiên nhĩ biết không? Nếu như người bình thường như mình mà có thiên nhãn thiên nhĩ, mình sợ chết mồ. Vì sao? Vì thấy ma đầy. Rồi bằng đêm nó khóc sùm hết chứ. Rồi bị ngủ nổi không? Người ta phải đạt công phu thần thông tự tại, người ta phải đạt quả vị, người ta mới chứng quả. Rồi xong người ta mới có thiên nhãn thiên nhĩ, thì tâm hoàn toàn định trong cảnh giới, người ta không còn sợ. Còn người bình thường như mình mà cầu thiên nhãn thiên nhĩ, sợ mà chết. Tại vì sao? Vì nếu quý vị được thiên nhãn, quý vị nhìn ngoài trước đây ngoài kìa. Đừng nói chuyện dẫn dơ đây á. Trời ơi, nội trong cái mùa dịch này thôi bị biết chết mà chưa siêu biết nhiêu chưa. Còn hương linh dị nghiệp phá thai biết bao nhiêu chưa. Rồi bây giờ đi vất vơ vất vưởng ngoài đường mà tại sao không vô đây? Ta vô đây chứ. Vì ngày nào đây cũng đi thực rồi tu niệm Phật nghe pháp, nhất là cái buổi thuyết pháp như thế ta vô đông cho mà thấy. Tại người ta vui, quý vị nghe vui mà, thì người ta cũng phái hương linh nó rủ đây, nó rủ bạn ma ơi, nói gì dễ hiểu, bạn ma ơi. Nói gì? Cái chùa đó mỗi tuần thứ ba thuyết pháp, bạn đi theo tôi dẫn rồi đó, nghe pháp thầy dẫn vui quá trời vui luôn, thấy không? Lỡ đi nó dẫn ì đến luôn. Còn thứ bảy nó kéo ào đến đây để nhận đồ cúng đi thực. Đừng nói chuyện dẫn chứ. À, nó còn mình mà có thiên nhĩ mà mình chưa đạt cái quả vị thì bằng đêm nó khóc đầy. Mà khóc đâu phải đơn giản. Cái người mình khóc mình đã thấy sợ rồi. Mà hương linh họ khóc đâu phải như mình đơn giản gì đâu. Hương linh họ khóc làm sao? Gió. Chỗ nào mà có hương linh là chỗ đó có gió mới là hương linh. Gió phóc phơ nè. Bà nói là cô hồn. Cô là cô đơn. Quý vị nghe cái tiếng cô đơn chưa? Cái người bị thất tình thôi, bị nghe cái người thất tình khóc chưa? Quý vị chắc chưa nghe nhiều bằng tôi. Tôi đã từng thất tình. Ngày xưa ngoài đời tôi đã từng thất tình. Tôi khóc ghê lắm. Nên tôi biết được người thất tình khóc làm sao. Khi bị thất tình vì khóc
khóc giống như lâm ly bi đát lắm, ghê lắm. Vậy đó, mà cô là cô đơn, là linh hồn này cô đơn, là cô hồn, mà người cô đơn còn thăng mạng khóc đã là thảm thiết, không chỉ cô hồn khóc thảm thiết cỡ nào. Vì sao? Vì sao cô hồn khóc mà quá thảm thiết? Vì thấy gia đình người thân mình ở đó mà mình không đến gần được, và nói họ không nghe được, trong khi ngày nào đó được ngồi bên nhau nói chuyện tâm sự, chia sẻ những nỗi buồn vui trong cuộc đời, chia cho nhau cơm ăn áo vặn. Nhưng hôm nay mình chết rồi, mình làm cô hồn vất vơ vất vưởng bằng ngày thì không thể nào ra ánh sáng được, bằng đêm trở về đêm thì đến gần họ thấy người thân ngồi bên nhau nói chuyện vui cười, còn mình thì đứng xung quanh mình kêu anh ơi nó không nghe, em ơi nó cũng không nghe, nó ăn nó cười vui vẻ, còn mình thì đứng sau lưng đi vòng vòng cái bàn mà không nói được gì, nói nó cũng không có nghe, nên buồn quá ra ngoài chỗ vắng vẻ ngồi cô đơn mà khóc. Kinh khủng không? Hả? Tôi nói đây nói vui vui nhưng mà thật sự là như vậy đó. Khi tôi nói lên điều này nghe, những cô hồn người ta nghe một cái người ta vỗ tay sùm mày đó đó. Nó thầy hiểu tâm ý của cô. Con buồn lắm thầy ơi. Con cô đơn lắm thầy ơi. Nhà Đức nói ở đây đi con. Ở đây mỗi ngày niệm Phật nghe Pháp. Rồi phát nguyện niệm Phật sanh Cực Lạc đi. Đúng không? Phát nguyện niệm Phật sanh Cực Lạc đi. Vậy thì hết cô đơn. Vì Cực Lạc sao cứu đơn. Còn đây mình tình chấp với họ, mình đã nói chuyện họ không nghe, mình theo họ họ không biết, ngồi gần họ không hay. Vì tại sao mình không nương vào Tam Bảo để mình lo niệm Phật? Đức Phật A Di Đà ngày có lời nguyện rằng chúng sanh mười phương danh nghe danh hiệu của ta, chí tâm tin ưa, niệm danh hiệu ta đến khi mệnh chung. Chỉ cần niệm từ một niệm đến mười niệm thì ta tiếp dẫn giảng sanh. Người còn sống này còn chướng ngại cái thân, còn cô hồn đã mất thân rồi, nhưng do tình chấp mắt thăng rồi mà do tình chấp ái nhiễm hận thù mà bám víu rồi không siêu thoát. Bây giờ nghe cái môn tịnh độ này, nương vào bổ nguyện niệm Phật đi, niệm câu Phật hiệu là Phật rước liền, gì đâu còn vướng cái thân. Cần niệm Phật lên là Phật rước liền nha. Nó Phật A Di Đà ngày hứa là niệm ngày rước Di Cực Lạc một cái là tức khắc sanh từ hoa sen sanh ra 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp liền, có năng lực thần thông vô cùng tự tại, đi tha phương pháp giới đi độ sanh và đến thăm người thân cũng được, không còn buồn không còn cô đơn nữa, Di Cực Lạc mới hết cô đơn. Đúng không? Nghe tịnh độ thấy mê chưa? Nó giảng cái gì đó nghe nó mê đó, đâu ai ngủ đâu, mặt ai cũng tươi rói thấy chưa? À, nói sao không biết mà thấy người ta mê là được rồi, ta mê thế giới Cực Lạc là được rồi. Nó hôm nay á, chúng ta nói vậy thôi, vượt khác nói nữa. Đúng không? Tán tán thế giới Cực Lạc nhiều thôi. À, chúng trong chùa cố gắng niệm Phật quý vị ưu. Quyết chí về Cực Lạc nghe. Đời này mà không về Cực Lạc là đỏ địa ngục đó nghe vị ưu. Đó. Phải về Cực Lạc mới được. Không có buồn giận hay để trong tâm nghe. Ăn uống cái gì trên bàn đừng có đổ túi đem về phòng nghe. Nhà vệ sinh người ta có người trong đó đừng có gõ hoài nghe. Đi giặt đồ thì có thao thì giặt, không có thao thì ngồi đợi, đừng có cự gầy la nói này nói kia nghe. Giờ mình niệm Phật muốn sanh Cực Lạc thì đi vô cái xào đồ á, phơ đồ coi cẩn thận, đừng có cút quần lộn của ta nghe. Đó, đây là những cái điều xác thực á. Hiểu không? Còn lỡ ai lấy đồ lộn đồ mình thì thôi đừng có chữ nghe. Đó. Rõ ràng rồi đó, quan hỷ hết các cụ để mình về Cực Lạc. Đó. Bây giờ đọc 12 lời đại nguyện nè, mỗi người chắp tay lên và chư hương linh nè, củ quyền thất tổ nè, chưa siêu thoát đều chắp tay lên phát nguyện niệm Phật sanh Cực Lạc. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài,
cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Mỗi người chúng ta đều phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, dù gặp sự trở ngại khó khăn gì chúng ta cũng quyết tâm niệm Phật để quyết chí đời này mình về cực lạc gặp nhau quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.